Ba bông hoa núi rừng tại các cuộc thi hoa hậu, chiều cao lẫn nhan sắc đời thường đều ấn tượng. Sự trở lại của các đấu trường nhan sắc lớn như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam đã và đang khiến dân tình rộn ràng. Trong suốt thời gian qua, ai nấy đều thích thú bởi khá lâu rồi mới được nhìn thấy những gương mặt xinh đẹp từ khắp mọi miền đất nước. Trong đó, nhiều người còn dành sự chú ý cho các cô gái đại diện các dân tộc thiểu số như Đàn Vương Huyền Trân, Thạch Thu Thảo, Lý Thị Thanh Thúy. Cả ba cô gái đều sinh năm 2001, đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp và để lại ấn tượng không nhỏ với khán giả. Đàn Vương Huyền Trân, dân tộc Chăm. Ngay từ khi xuất hiện trong bộ trang phục dân tộc, Đàn Vương Huyền Trân sinh năm 2001 tại Ninh Thuận là một cái tên gây sốt tại Miss Universe Việt Nam. Cô nàng gây ấn tượng với gương mặt sắc sảo và chiều cao 1m76. Trong suốt quá trình tại đấu trường nhan sắc này, Huyền Trân nhiều lần lọt top đầu trong số những thí sinh được yêu thích nhất. Trong một bài phỏng vấn, người đẹp Ninh Thuận cho biết mình nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cộng đồng người Chăm. Khi đến với cuộc thi này, mình mang theo hành trang quan trọng nhất là tình yêu thương của cộng đồng người Chăm ở Ninh Thuận nói riêng và cả nước nói chung. Và mọi người đã thấy sự tiến bộ của mình qua từng tập ở series truyền hình thực tế nên đã ủng hộ mình rất nhiều. Mình rất biết ơn và sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng mọi người. Hiện tại, Huyền Trân vừa kết thúc năm học thứ ba tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và mới xuất hiện tại vòng sơ khảo một cuộc thi nhan sắc khác là Hoa hậu các dân tộc Việt Nam. Thạch Thu Thảo, dân tộc Khmer. Thạch Thu Thảo sinh năm 2001 tại Sóc Trăng, cũng là người đẹp được chú ý tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay. Cô nàng sở hữu chiều cao 1m77 và mang những nét đẹp ấn tượng của người Khmer. Ngoài ra, trong một số góc chụp, Thu Thảo còn được nhận xét có một số nét giống siêu mẫu Thanh Hằng. Trước khi xuất hiện tại Hoa hậu Hoàn vũ, cô gái này từng đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2021. Đây cũng chính là ngôi trường cô đang theo học ngành ngôn ngữ Anh. Chia sẻ tại cuộc thi, Thu Thảo cho biết lý do mình đến với cuộc thi nhan sắc này. Tôi là một cô gái người dân tộc Khmer. Tôi nhận ra rằng dân tộc mình còn rất nhiều khó khăn. Vì vậy, đến với cuộc thi này, tôi hy vọng bản thân có thể làm thật tốt để từ đó có thể kêu gọi mọi người lập ra một dự án để giúp đỡ những hộ dân tộc Khmer còn khó khăn trên khắp cả nước và từ đó giúp cho đất nước ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Tôi muốn dùng những hành động, tiếng nói của mình để người phụ nữ của dân tộc tôi sẽ mạnh mẽ vượt lên trong cuộc sống. Tôi tin rằng với một trái tim ấm áp và sự tự tin, tôi có thể lan tỏa những điều tốt đẹp đến với mọi người. Lý Thị Thanh Thúy, dân tộc Sán Diều. Đại diện đấu trường Miss World là cô gái người dân tộc Sán Diều Lý Thị Thanh Thúy, sinh năm 2001 tại Thái Nguyên. Thanh Thúy hiện đang là sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc của Đại học Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên. Dù là lần đầu xuất hiện tại một cuộc thi nhan sắc lớn, nhưng cô nàng nhanh chóng ghi điểm trong mắt ban giám khảo và khán giả nhờ vẻ đẹp ngọt ngào và chiều cao nổi bật 1m76. Tại cuộc thi, Thanh Thúy xuất sắc giành giải phụ người đẹp đệ nhất danh trà và lọt top 34 tranh tài ở vòng chung kết.